2020. Chuyên Hạ Long lần 2 năm 2019. Ở trạng thái cơ bản thì nguyên tử nào sau đây có cấu hình E lớp ngoài cùng là 3S1? Đây, ở đây chúng ta đã có. Được chưa? Ở đây chúng ta có này, nhôm. Nhôm 13, mình viết cấu hình E nhé. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Có phải lớp ngoài cùng là 3S1 không ạ? Có phải lớp ngoài cùng là 3S1 không ạ? Không ạ. Đúng không? Bỏ nhôm. Magie nhé. Magie sẽ là, xem cháu magie này. Magie này, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Đây hỏi 3S1 cơ. Còn đây là 3S2 ạ. Bỏ này. Natri nhá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Ok, đúng, chính xác. Đúng chưa? Đáp án đúng, chúng ta đáp án C. C nhá. Ngon lành cành đào. Sang câu 251 à. 251. Đề chuyên Hạ Long lần 2 năm 2019. Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMNO4 là điều kiện thường? Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMNO4 ở điều kiện thường ạ? Chất nào làm mất màu dung dịch KMNO4 ở điều kiện thường? Các cháu comment xem. Chất nào làm mất màu dung dịch KMNO4 ở điều kiện thường? Chúng ta có nhé. Mất màu KMNO4 ở điều kiện thường thì có nối đôi CC. Benzen chúng ta có nối đôi CC không ạ? Benzen chúng ta có nối đôi CC ạ? Benzen chúng ta là C6H6 nhé. Không làm mất màu dung dịch KMNO4 ở điều kiện thường được. Được chưa? Benzen đây, C6H6 không thể làm mất màu dung dịch KMNO4 được. Metan là CH4 không thể làm mất màu dung dịch KMNO4 được. Toluene, toluene đây, C6H5, CH3 cũng không thể làm mất màu dung dịch KMNO4 ở điều kiện thường được. Cái này phải đun nóng lên thì mới mất màu ạ. Ethylene, CH2 nối đôi, CH2 có nối đôi CC làm mất màu dung dịch KMNO4 ở điều kiện thường, đúng không các cháu? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 252. Chất nào sau đây có tên gọi là đường nho? Ui. Chất nào sau đây có tên gọi là đường nho? Dễ ợt đúng không? Đường nho chúng ta là gì ạ? Đường nho chúng ta là glucose. Đáp án đúng là đáp án B. Bỏ. Câu 251. Câu 253. Dãy các kim loại nào có thể được điều chế bằng phương pháp thủy luyện? Dãy các kim loại nào có thể được điều chế bằng phương pháp thủy luyện? Thì các cháu chú ý nha. Để điều chế được bằng phương pháp thủy luyện thì chúng ta phải có là các cái phương pháp điều chế kim loại. Thì các phương pháp điều chế kim loại thì ta sẽ có là có các là trong đấy thì mình sẽ có là phương pháp thủy luyện thì chuyên sử dụng để đây này, đây nhìn này, là thủy luyện đây. Kim loại trung bình yếu từ magie trở đi thì sử dụng phương pháp thủy luyện, tác dụng với kim loại mạnh hơn. Đấy, nhớ chưa? Muối tác dụng kim loại mạnh hơn. Từ magie có nghĩa đứng đằng sau magie. Đứng đằng sau magie thì mới có thủy luyện. Vậy mình có này, natri kali đứng trước magie, vứt. Được chưa? Nhôm canxi đứng trước magie, vứt. Đúng chưa? Vậy mình có này, khi nào ba cần mua đứng sau magie? Áo, giáp, sắt nên sang phố hỏi cửa. Thực ra là đứng đằng sau magie nhưng mà phải không kể magie. Được chưa? Bởi vì tại sao nhỉ? Bởi vì magie cũng không thể thủy luyện được. Bỏ. Vậy đáp án đúng chúng ta phải là đáp án D nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 254. Câu 254. Chuyên Hạ Long lần 2 năm 2019. Chuyên Hạ Long lần 2 năm 2019 là trong công nghiệp thì kim loại nhôm được sản xuất bằng phương pháp nào sau đây? Trong công nghiệp thì kim loại nhôm được sản xuất bằng phương pháp nào sau đây? Thì chúng ta phải học ở cái bài về nhôm, đúng không? Thế thì ở đây chúng ta có này, trong công nghiệp thì chúng ta sẽ có đây, chúng ta sẽ có là cái phần mà trạng thái tự nhiên và sản xuất nhôm ở bên trong cuốn vô cơ của chúng mình này. Trong tự nhiên nhôm chiếm này phần lớn này, bôxit này, sản xuất này, làm sạch quặng bôxit này, cho quặng này, tan này, lọc bỏ này, đúng chưa? Lọc bỏ như các cháu nhìn nhá. Cuối cùng này, sản xuất nhôm này bằng phương pháp này, điện phân nóng chảy Al2O3 nhá, để tạo thành nhôm cộng với lại oxy. Vậy là sản xuất nhôm bằng cách là điện phân nóng chảy, đúng chưa? Điện phân nóng chảy Al2O3. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 255. Câu 255. Đề chuyên Hạ Long lần 2 năm 2019. Đề chuyên Hạ Long lần 2 năm 2019. Kim cương và than trì là các dạng. Kim cương và than trì
là các dạng diện thù hình của carbon nhá. Đáp án đúng đáp án. Câu 256. Công phương thức phân tử của ancol metilic. Công thức phân tử của ancol metilic là gì ạ? CH3 OH đúng không? CH3 OH. CH3 OH thì viết lại nó là CH4O. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bò. B bò nhá. Câu 257. Câu 257. Đề chuyên Hạ Long lần 2 năm 2019. Đề chuyên Hạ Long lần 2 năm 2019. Dung dịch chất này xà nào sau đây có phản ứng màu bí ổ rê? Thế thì bí ổ rê thì nó là phản ứng của những cái thằng từ tripeptide trở lên nhá. Từ tripeptide trở lên có nghĩa glycine là không có bí ổ rê. Triolein cũng không có bí ổ rê, đúng không? Gliala là dipeptide không có bí ổ rê. Vậy bí ổ rê phải là albumin nhá. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 258. Câu 258. Cho các chất sau, số chất thuộc loại điện ly yếu là, điện ly yếu là các axit yếu nhá, là các bazơ yếu và nước. Vậy nước là điện ly yếu này, HF là axit yếu này, muối là điện ly mạnh này, CH3COH là điện ly yếu này, H2S là axit yếu nên điện ly yếu này, COS4 là muối này, Ba hóa này là bazơ này. Vậy mình có số chất thuộc loại điện ly yếu là 1, 2, 3, 4. 4 cháu thuộc loại điện ly yếu. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D. D. 4 chất là điện ly yếu. Câu 259. Loại đá hay khoáng chất nào sau đây không chứa canxi carbonate ạ? Loại đá hay khoáng chất nào sau đây không chứa canxi carbonate? Các cháu chú ý nhá. Không chứa canxi carbonate. Thế thì ta có là cái thằng mà chứa canxi carbonate thì mình có đá phấn là chứa CaCO3. Đá hoa là chứa CaCO3. Đá vôi là chứa CaCO3. Còn thạch cao là chứa CaSO4 á. Thạch cao là chứa CaSO4. Vậy không chứa canxi carbonate là đáp án đúng chúng ta là đáp án A, thạch cao. A, thạch cao nhá. 260. 260. Giờ mình sang câu tiếp theo. Câu 260. 260 đáp án gì? 260 nghe vẻ trông hơi toang toang nhỉ. Cái này nghe vẻ nhiều đứa bây giờ cũng chẳng đứa nào hút thuốc lá nữa này, cũng không để ý nhiều đến thuốc lá lắm đúng không? Không không ăn không mấy ai để ý nhiều đến thuốc lá lắm nên là đôi khi là chúng ta cũng không không biết được. Đúng không? Chúng ta cũng không biết được rằng là cái thằng nào là cái chất mà gây nghiện ở bên trong thuốc lá nhỉ. Thế bây giờ tụi mình thử xem nhé. Xem là thằng nào nhé. Nào, tỷ số người chết về bệnh phổi, nhưng mà năm nay chúng mình nghi là hỏi về corona nhiều hơn. Năm nay chúng mình nghi hỏi về corona nhiều hơn. Ok. Nào chúng ta có này. Tỷ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá kể cả hút thụ động cao gấp hàng chục lần số người không hút thuốc lá. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là. Thế thì chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá của chúng ta là gì ạ? Nicotine. Nicotine đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Nicotine. Câu 261. Thủy phân peptide gliala phê gli valin ala thu được tối đa bao nhiêu dipeptide chứa gli? Dipeptide là chứa hai gốc alpha amino acid mà chứa gli. Vậy mình có gliala là một cháu. Phenin gli là hai cháu. Đúng chưa? Đây chúng mình viết cái thằng này ra dưới này cho các cháu nhìn nhá. Đây mình có này, G này, A này, phê này, G này, A này, va này. Được chưa các cháu? Vậy mình có nhé là GA là 1, PG là 2, GA là 3, nhưng GA và GA này trùng nên là chỉ có 1 và 2, GA và PG. GA và PG là mình có 2. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D, 2 cháu. 2 cháu. Rất dễ. Câu 262, một câu tính toán. Một câu tính toán. Làm luôn. Chiến luôn. 262. Đốt cháy hoàn toàn 2,15 gam hỗn hợp gồm kẽm này, nhôm này, magie này, đốt cháy 2,15 này, 2,15 gam này, trong khí oxy dư này, oxy dư này, thu được 3,43 gam hỗn hợp X. Vậy hỗn hợp X của chúng ta là gồm gì ạ? Gồm kẽm, gồm nhôm, gồm magie và gồm cả oxy trong oxit ạ. Thì hoàn toàn mình có kẽm nhôm 3G, khối lượng của mình bảo toàn là 2,15.
Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol oxy trong oxit. Chúng ta lấy 3,43. 3,43, 3,43 trừ đi 2,15 được bao nhiêu? Chia 16 nhé. Chia 16 ra là số mol oxy trong oxit bằng 0,08. Số mol oxy trong oxit bằng 0,08. Với số mol oxy trong oxit bằng 0,08, chúng ta nhớ cho chúng mình một điều là một oxy trong oxit ăn 2H cộng. Vậy 0,08 nhân 2 bằng 0,16. 0,16, vậy số mol H cộng bằng 0,16. Vậy mình tìm được V là 0,16 chia 0,5. 0,16 chia 0,5 bằng 0,32. 0,32, vậy nó bằng 320 ml. Đáp án đúng là đáp án D, 320 ml. Sang câu 263. 263 cho 19,4 gam. 263 nhá, cho 19,4 gam. Cho đề bài bảo là cho 19,4 gam hỗn hợp hai amin no đơn chức mạch thở. Hai amin mà đề bài lại bảo chúng ta là no đơn chức mạch thở. Vậy mình có này, no đơn chức mạch thở công thức tổng quát là CN trung bình H2N trung bình cộng 3N 19,4. 19,4 tác dụng hết với HCl. Chúng ta nhớ rằng là một thằng amin đơn chức thì chỉ ăn một thằng HCl để thu được muối, và muối của chúng ta là bằng 34 gam. Ok, vậy hoàn toàn ở đây chúng ta bảo toàn khối lượng, mình có 19,4 cộng với khối lượng của HCl thì bằng khối lượng của muối. Vậy mình tìm được khối lượng của HCl bằng 34 trừ đi 19,4 bằng, được chưa, 14,6 được bao nhiêu, chia cho 36,5 bằng 0,4 mol. 0,4 mol. Vậy mình có số mol HCl bằng 0,4, suy ra số mol của amin cũng bằng 0,4. Và với số mol của amin bằng 0,4 nhá, với số mol của amin bằng 0,4 thì hoàn toàn mình sẽ tìm ra được phân tử khối. 12N cộng 2N là 14N, cộng với 3 cộng với 14 là cộng với 17 thì bằng 19,4 chia 0,4. 19,4 mà chia cho 0,4 nhá, 19,4 chia 0,4 thì ở đây chúng ta bằng 48,5. 48,5. 48,5. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được N trung bình. N trung bình bằng 48,5 trừ 17 chia 14. Trừ 17 chia 14 bằng 2,25. Thấy chưa? 2,25. 2,25 mà đề bài nói với chúng ta ở đây là kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng ạ. Kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Vậy cháu này là 2,25, vậy thằng này lớn hơn 2, nhỏ hơn 3. Vậy cháu này sẽ là C2H7H5N và cháu này là C2H7N và C3H9N nhá. Một cháu là C2H7N, một cháu là C3H9N. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Ok. 264. 264 này. Thủy phân hoàn toàn mờ gam chất béo bằng dung dịch ná hoắt. Những câu này những câu rất là dễ nhá, luôn luôn có trong đề thi trung học thông quốc gia cũng như đề kiểm tra của các cháu. Thủy phân hoàn toàn mờ gam chất béo, chúng ta có chất béo thì ăn 3NaOH nhá. Một anh chất béo ăn 3NaOH thì thu được glycerol là C3H8O3. Chúng ta tìm được số mol glycerol bằng 9,2 chia cho 92 thì bằng 0,1 cộng với lại muối. Thế thì với cái số mol glycerol này ta sẽ suy ngược lại được số mol NaOH bằng 0,1 nhân 3 bằng 0,3. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta có bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng, ta có khối lượng của chất béo cộng khối lượng NaOH là 0,3 nhân 40 thì bằng khối lượng của glycerol là 0,1 nhân 92 cộng với khối lượng muối là 91,8. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng của chất béo. Ok. Khối lượng chất béo bằng 91,8 cộng 0,1 nhân 92 trừ 0,3 nhân 40 bằng 89. Ok. 89, vậy khối lượng chất béo chúng ta là 89, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 89 gam. Ngon nhá. 89 gam. Ngọt nước. Câu 265. Câu 265. Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ monomer thành phân tử lớn polymer. Chú ý này. Đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác. Chú ý nhé, đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác. Vậy thì chắc chắn nó được gọi là gì ạ? Trùng ngưng. Trùng ngưng nhá.
trùng ngưng nhé. Không biết chú Minh giảng này là có nhanh quá không các cháu? Nếu mà nhanh quá thì các cháu ới lên để chú Minh giảng chậm lại nhé. Còn nếu mà giảng vừa rồi các cháu cũng bảo để cho chú Minh biết nhé. Nhớ là comment đáp án. Chú Minh thấy là hôm nay các cháu là học rất là nhiệt tình. Ok, chú Minh rất là vui. Ok, mình có sang câu tiếp theo. Câu 266. Đề chuyên sư phạm lần 1. Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo? Tơ nhân tạo là tơ do con người tạo nên. Đấy, đúng không? Vậy ở đây ta có mấy cuốn hữu cơ khi mà mình học về tơ nhân tạo. Đây, trong cuốn hữu cơ của chúng mình có ghi rất là nhiều về tơ trong cái chương polymer nhá. Thì chúng ta có về tơ. Đây. Rất nhiều loại tơ. Ok, các cháu nhìn kỹ nhá, rất nhiều loại tơ. Và trong này thì có cái thằng tơ nhân tạo. Chúng mình có dạy cho các cháu nhớ. Nhớ cho chúng mình này là xong này. Tơ nhân tạo là gì? Nhờ tơ nhân tạo tơ bán tổng hợp. Bán tổng hợp là có visco với lại acetat nhé. Cứ có visco với acetat là tơ nhân tạo. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Đáp án A, tơ visco. A, tơ visco. Câu 267. Phương pháp chung để điều chế các kim loại natri, canxi và nhôm. Phương pháp chung để điều chế các kim loại natri, canxi và nhôm. Các cháu lưu ý nhé, natri, canxi, nhôm là các kim loại này là gì nhỉ? Là các kim loại mạnh, đúng chưa? Chúng ta không thể là điện phân dung dịch được bởi nó tác dụng với nước. Không thể là thủy luyện được bởi nó tác dụng với nước. Không thể là nhiệt luyện được bởi vì nó còn tác dụng với cả oxy ở điều kiện thường. Vậy nó chỉ có thể là điện phân nóng chảy được thôi ạ. Nó chỉ có thể là điện phân nóng chảy được thôi. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. B, bỏ. Đấy, chỉ có thể sử dụng đáp án B, bỏ. Câu 268. Câu 268. 268 nhá. Chuyên sư phạm lần 1 năm 2019. Đốt cháy hoàn toàn mg hỗn hợp gồm cellulose, tinh bột, glucose. Chúng mình nói nhỏ, đây một sự kiện cực kỳ kinh khủng của chúng mình nhá. Cellulose, tinh bột, glucose đều chung là bọn carbohydrate. Và tại sao nó lại có tên là carbohydrate ạ? Tại vì nó được cấu tạo bởi từ carbon và nước nên được gọi là carbohydrate. Thế vậy thì chúng mình quy đổi hết tất cả bọn này là về carbon và nước. Được chưa? Thì cần oxy, chúng ta tìm được số mol oxy là 2,52. 2,52 chia 2,4 bằng 0,1125. 0,1125 để tạo thành CO2 cộng với nước. Số mol nước 1,8 chia cho 18 thì bằng 0,1. Được chưa? 0,1. Vậy nước ở đây thì từ đây chui vào hết. Vậy số mol nước là 0,1. Vậy oxy này sẽ chui tọt vào trong CO2 là 0,1125. Vậy mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon, mình có là 0,1125 thì cháu này là 0,1125. Chúng mình nhờ các cháu là tác các bạn bị mất gốc khóa vào đây giúp chú Minh nhá. Đây là chuỗi live stream mà chú Minh chữa 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết hay sai này, là những câu chuẩn dễ chuyên dùng để giúp cho những bạn bị mất gốc khóa, được chưa? Vậy hoàn toàn đấy, chúng ta tìm được giá trị của M là bằng 0,1125 nhân 12 cộng 0,1 nhân 18 bằng 3,15 gam. 3,15 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 269. Câu 269. Đề chuyên sư phạm lần 1 năm 2019. Đề chuyên sư phạm lần 1 năm 2019. Amino acid X trong một phân tử thì có một nhóm NH2 và một nhóm COH. Xong. Vậy mình đặt amino acid là R COOH H2N, được chưa? Phản ứng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được muối. Chúng ta có amino acid là 26,7. Muối chúng ta là 37,65. Vậy hoàn toàn mình có bảo toàn khối lượng cộng với lại khối lượng của HCl thì bằng M muối. Vậy tới đây mình tìm được M muối bằng đến đây mình tìm được MHCl là 37,65 trừ đi 26,7 thì bằng chia 36,5 thì bằng 0,3 mol. Vậy số mol HCl ở đây bằng 0,3 mol. Vậy suy ra anh này bằng 0,3 mol. Ok chưa? 0,3 mol. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được phân tử khối của amino acid 26,7 chia 0,3. 26,7 chia 0,3 thì bằng 89. 89, 89 thì ngon rồi ạ. 89 thì trong này những thằng nào bằng 89 ạ? Các cháu bấm máy tính nhá. Cháu này thì bằng 75 này. Cháu này thì bằng 89. Vậy là chọn ngay đáp án đúng là đáp án B, bỏ nhá. Bấm máy tính ra là biết thằng nào bằng 89 luôn.
Ok, để chúng mình bấm cho các cháu nhìn. Anh này là 14 cộng 2 là 16 này, cộng với 14 nhân 2 này, cộng với lại 45 này bằng, các cháu nhìn thấy chưa? 89. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Rất dễ. Câu 270. 270. À, đề chuyên sư phạm lần 1 năm 2019. Đề chuyên sư phạm lần 1 năm 2019. Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo? Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo? Thế thì chất béo của chúng ta nhé, chất béo của chúng ta thì nó có dạng là R, COO tất cả 3 lần C3H5. Ok chưa? Vậy thì chúng ta nhìn này, anh này không thể, được chưa? Anh này không thể, anh này không thể. Vậy công thức của chất béo ở đây của chúng ta là đáp án đúng là đáp án C, được chưa? Đáp án đúng là đáp án C nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok. Và anh này có tên gọi là gì ạ? Anh này có tên gọi là, anh này có tên gọi là tri steril. Ok. Tri steril nhá. Tri steril. Ok. Đáp án đúng đáp án C. Ok. Các cháu chú ý nha. Các cháu chú ý nhá. Ở trong cái buổi livestream này là chúng mình chuyên đi chữa những câu mức độ dễ dành cho tất cả các bạn mất gốc liên tục vào tối thứ hai hàng tuần. Ok. Nhớ đấy. Liên tục